ăn cơm cùng mọi người. Thế còn bây giờ anh muốn hỏi Quỳnh Anh, trong mắt em thì anh Quân như thế nào? Trong lòng của em, anh là một người rất tốt. Không biết nói sao nhưng mà em rất cảm ơn anh vì những điều đó làm. Mỗi một lần mà em có tâm sự thì anh Quân thường anh sẽ chia sẻ với em bằng cách nào? Ngồi lại nói chuyện với nhau ạ. Anh thường là khuyên bảo em phải như thế này, em phải như thế kia, em phải làm sao mà tốt hơn cho mẹ thấy là em ngoan hơn. Anh hỏi thiệt nghe, lúc đó kinh tế như thế nào? Kinh tế lúc đó là cũng có thời điểm khó khăn. Tại vì thời điểm mà đón mẹ với em vào thì công việc của em vẫn chưa có được ổn định, mà nó còn có đang có một bước ngoặt trong công việc, nữa là em đang kinh doanh cái ngành là ngành về đêm pub ở phố Bùi Viện và mẫu quán đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Em phải bỏ hết những cái đó. Giống như em làm cái đó thì bắt đầu làm việc là 10 giờ tối và hết kết thúc những cái ngày làm việc là lúc 3 giờ 4 giờ sáng, là em sợ giống như là mình không gắn kết được với gia đình. Có sợ cô gái 12 tuổi này vào trong này nó sẽ gặp một số cái khó khăn không? Cái lúc mới đầu thì chưa sợ lắm, tại vì lúc đó em còn ngây thơ. Nhưng mà khoảng tầm cuối lớp 9, đầu lớp 10 là em bắt đầu biết yêu, bắt đầu thích biết thích, rồi có những cảm xúc với con trai đầu đời. Tới rồi. Tới chưa? Tới tầng rồi. Cái chân chị là mỏi lắm rồi đó, mà giờ này còn chưa tới. Cao quá đúng không? Phải, chân ngắn quá. Ê, em coi lại cái địa chỉ coi chừng có lộn chung cư không? Cái này là chung cư Vũng Tàu hay là chung cư Sài Gòn? Thôi, lộn là chị. Còn em là không bao giờ lộn nha. Em là Lạc, Hồng Vinh Lạc, còn chị là Hồng Vinh Lộn nha. À, vì lộn Lạc nha. Ồ, đúng rồi. Gõ cửa đi. Ba cái. Cốc, cốc, cốc. Xin chào. Chào Quân với Thanh. Mình tên là Jay Quân, thì nghệ danh là Jay Quân ạ. Còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân. Ở đây là bà xã. À, Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi, công việc của em thì là người mẫu. Và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. À, em tên là Trúng Huyền Thanh và năm nay em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau ha. Trời ơi. Xin giới thiệu đây là chị Thúy Nga. Chào em. Ôi dồi ôi, cao thế này cho xin phép chị người không cởi giày được không? Được, được ạ. Chứ bây giờ cởi ra là đứng xin nách nó luôn đấy. Thôi vào vào. Vào nhá. Nói thôi chứ cởi giày đi. Đó. Ôi chào. Xin chào bạn. Ôi tôi thân đại. Ôi. Thẩm nổi không? Hai, chào. Con trai biết nói chưa? Đang ăn rồi. Biết nói chưa? Chưa. Biết nói hả? Ủa em, wow, sao có hình nguyên một con ngựa ở đây vậy? Bộ biết trước chứ ngày hôm nay tới chơi mà pin cái hình nền của chị lên tường vậy. Ủa vậy là chị Nga cũng tuổi ngựa luôn à? Đúng rồi. Không có em, chị tuổi khác nhưng mà là chị ngựa thôi. Chị ngựa thôi. Ừ, chứ chị làm gì mà tuổi con ngựa. Hôm nay là chương trình gõ cửa thăm nhà. Đó, đến đây, đó, mục đích là để trò chuyện. Mà cái thứ hai nữa là gặp gỡ các thành viên trong gia đình, xoay quanh một cái bữa cơm gia đình. Chút nữa sẽ có ăn cơm nữa nha. Đó. Bữa ăn trực nữa hả? Cái màn ăn trực là không bao giờ bỏ sót phải không? Không được. Nói chung á, hôm nay là Thúy Nga với Phượng bước vô đây chẳng có làm gì hết ngoài việc soi mói đời tư của tụi em thôi. Nói chung là không ai nghe hết, chỉ có cộng đồng mạng nghe thôi. Yên tâm là em đã biết được một phần rồi. Chị có coi cái vụ gì mà hai vợ chồng nó xì tối ngày á, xì mà thoải mái không biết lại. Mới đầu á thì chồng em với chung là kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết, nhưng mà em thì không muốn kiềm. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500.000. Thế anh ấy là người xì trước. Thì sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình thì mình cũng cảm thấy là ơi, tại sao mình không làm quá cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Lại trời hôm nay vô nó đừng có xì bậy. Một chút nữa hỏi nghe. Hiếm khi có dịp anh Thuận với chị Nga tới thăm nhà thì hôm nay em sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng để xem cái căn hộ nhỏ nhắn của tụi em như thế nào. Tấm này á, thật ra là nãy giờ là mình địa rồi. Mình địa là mình thấy tấm này. Tấm này là cái tấm mà nó rất là nghệ thuật nha. Lúc này thì em bé mới được 7 ngày ạ. Cưng quá ha. Đây là phòng của hai vợ chồng và em bé, thì cái phòng này được chia ra làm hai phòng ạ.
em bé thì còn nhiều diện tích nên em để hai cái tủ quần áo để cho bố mẹ. Có một cái điểm này mình rất thích, happy wife, happy life. Đó. Vợ mà happy là cuộc sống, dạ, cuộc sống happy. Gia đình nó sẽ happy nha. Không, Thúy Nga thì thích cái hình này nè. Hình này là hai vợ chồng tự họa mình lúc vừa ngủ dậy phải không? Đúng không? Là em tự vẽ luôn á. Ô vậy hả? Đây là một tấm hình em chụp. Em đặt ở trên mạng đây. Hai vợ chồng em. Xong em vẽ luôn. Yeah. Ô đẹp quá. Thôi, chắc bây giờ mình ra ngoài ha. Nó đeo tôi quá à. Trời ơi, đi về nhà ở với cô Nga đi. Cô Nga nuôi luôn nha. Chết rồi. Sao vậy? Có khả năng bà sẽ vác cái cục này về nhà bà nè. Thì được mà, trời ơi, nuôi con nít là nghề của chị mà. Trời ơi, có ảnh kìa. Chị nuôi cho. Trời ơi, giống như là thân quen từ thời nào rồi đó. Ồ Quân ơi, ở nhà mình thì ai chơi piano? Dạ em chơi piano. Ai chơi guitar? Vợ em chơi guitar. Ôi trời ơi, hai vợ chồng nghệ sĩ như vậy đó hả? Vậy hai vợ chồng có thường xuyên hòa tấu cùng nhau không? Dạ chưa bao giờ. Thực ra em mua cái cây này về là để em học. Nhưng mà học được có một ngày thì nó đau tay quá, thôi dục luôn. Piano này mua về là chủ yếu là để dạy con. Cái gì? Con nó mới nhỏ mà ép nó vô học đàn luôn rồi hả? Mà kiểu cứ bật lên ấy, xong rồi nó ra nó đánh. Bây giờ thử không? Wow, thử liền. Đây, biểu diễn đi. Hay quá. Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức một bản tấu khúc của bạn Joy. Bản này lạ lắm. Cuộc đời tôi chưa giờ tôi nghe cái bản nhạc lạ lùng sủng vậy luôn. Beethoven. Nó phá đàn này là được rồi nè. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn cái đàn. Chắc mẹ em về rồi đó. Ôi. Bác về. Bác về hả? Đi. Ê, bà nội về kìa con. Đây. Dạ, hôm nay có khách. Dạ, chào cô. Dạ. Dạ, con. Trời ơi, mẹ em á hả? Dạ. Hôm nay là vừa được biết cô, xin chào. Dạ. Dạ. Hôm nay mẹ nấu món gì ấy? Đi mua bề mà không có, mua bún cá nên là mẹ làm bún cá. À, bún cá. Trời ơi, bún cá hả cô? Trời ơi, con mê bún cá lắm luôn á. Nhớ là hồi xưa là đi diễn chung á, chỉ cần một chén nước mắm với một vài miếng ớt thôi là Thúy Nga có thể ăn no rồi đó. Đúng rồi, Thúy Nga dễ nuôi cho lắm. Cho nên là cái phần bún nước mắm là để Thúy Nga, còn phần kia là Củ Quốc Thuận. Dạ. Rồi, bây giờ đàn ông thì làm chuyện khác, còn phụ nữ thì làm chuyện khác. Rồi, ok, rồi, quyết định gì đi. Thôi, ok. Cái cảnh rất là thân thiện nha quý vị. Hai mẹ con đang nấu ăn mà mạnh người nào người đó làm. Không biết là cái bữa nấu ăn này là có hòa hợp với nhau hay là có hợp ý nhau không nữa. Cô đang làm gì vậy? Mình đang chiên cá. Trước khi chiên này mình cũng phải ướp sơ qua. Ướp, dạ. Nhưng mà mình ướp thì mình cho tiêu này, hạt nêm này, trộn chiếc cho nó ngấm á. Ngấm một chút rồi thì mình bắt đầu mình mới cho một cái lòng đỏ trứng gà. Mình đánh lên, mình trộn lên cho nó ngấm vào cái này để nó là tạo cái độ dẻo nó dính. Mình cho tí bột chiên giòn ấy, cho một xíu trộn đều lên để nó bọc cái này mình nó giòn mà nó để giữ được lâu á, mà nó vàng ở ngoài, thế bên trong thì nó vẫn còn hơn mềm mềm. Hay quá, cái này con phải học tập nè cô. Còn cái xương cá thì mình nấu xương nước. Cá mình nấu nước, hai con cá riêu hồng rất là bự, không cần đến nước xương heo. Rồi ngon quá, chưa ăn mà thấy mùi thơm nó tỏa lên rồi. Trời ơi, anh cũng giỏi chứ cô hả? Em chỉ phụ thôi. Thường đó hả? Lúc em vừa mới gặp mẹ chồng á là em có nhào vô bếp em làm một cái cử chỉ đẹp là nấu ăn cho mẹ chồng ăn không? Trước thì em cũng có nấu á, nhưng mà do nấu mặn quá xong rồi nhà không ăn được. Không ai ăn luôn. Dạ, nhưng mà mẹ nấu ngon hơn. Thế từ đó đi mẹ em nấu không à? Vậy là em nấu đúng một lần rồi em bỏ luôn. Cũng nấu được vài lần thôi. Mà cô Thanh về đây làm con dâu thì cô thấy bạn này tính tình sao? Bạn này rất là hiền, ngoan nhưng có điều hơi vụng nấu ăn. Vậy hả? Thế là không cho vào bếp nữa. Thì nhớ là hình như em có một cái kênh YouTube về dâu đảm mà tại sao em lại nấu ăn dở ta? Hay là trên YouTube em chỉ hình thức cho vui thôi? Hi, xin chào cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube nhà JMJ Family. Tại sao em lại nấu ăn dở ta? Hay là trên YouTube em chỉ hình thức cho vui thôi? Không, cái đó là giống như kiểu em vừa học vừa làm, kiểu vậy. Chứ không phải là mình đã biết những cái món đó rồi mà mình làm như là một đầu bếp. Mẹ em mà mỗi lần mà đi đâu á là đều chuẩn bị sẵn trong tủ có đó. Rồi vợ mẹ đi đó. Là bỏ ra ăn thôi. Đó, cũng tại cô nữa. Đây là tới này chắc là mình cũng phải kiếm chuyện mình đi chơi để cho ở nhà tập nấu ăn.
cô là cô bị thương con quá, cứ sợ con ở nhà không có gì ăn, cái là cứ phải nay nấu. Thực ra mẹ ở nhà thì sướng hơn nhiều luôn á. Không phải làm cái gì đấy, đừng có nói sướng hơn nhiều, chỉ có ôm con, trông con thôi, khiến làm gì hết. Ôi rồi, rồi, rồi ăn xong rồi ai rửa chén? Em gái. Có. Dạ. Em ở nhà là chỉ việc cho con ăn. Rồi em tu mấy kiếp, á. Ủa gì vô mà mẹ chồng phục vụ rồi em chồng phục vụ luôn, em không phải làm gì chỉ cho con ăn thôi. Thực ra nếu mà em ở vào bếp á thì em chỉ sợ cả nhà không ăn được thôi. Thôi tốt nhất là cứ rời xa cái chỗ này. Mà thường ông trời cũng khiến thôi cô ơi. Con để nhà nào mà có một người nào giỏi nấu ăn là không bao giờ có người thứ hai xuất hiện luôn. Kỳ lắm. Được rồi, cảm ơn cả gia đình là đã có một cái buổi chia sẻ ngay bếp rất là vui và thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái bữa ăn rất là ngon này nha. Anh Quân á thì anh Thuận rất là rành. Thế còn em, nãy giờ chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng mà anh chưa biết tên em. Em là Quỳnh Anh ạ. Quỳnh Anh hả? Trong cái phần đầu mà anh em mình đứng chỗ cây đàn á, thì Quân có nói là mối quan hệ hai anh em là em. Ông Quân ơi, đây là đây em gái của em. Em gái. Ủa, em gái hả? Bạn này là út chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Kể ra thì bạn này chưa phải út ạ. Ủa thế nhà em là có mấy anh em? Nhà em có tổng cộng là 4 anh em. 4 anh em. 4 anh em. Nhưng mà là anh em cùng mẹ khác cha. Cùng mẹ và khác cha. Cùng mẹ khác cha. Vậy thì khi mà hai anh em gặp nhau đó là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó em 14 tuổi là Quỳnh Anh mới chào đời. Lúc đó mẹ em ở chung với Dượng ở Hà Nội. Thì em ở Hải Phòng. Khi mà em có thời gian rảnh thì khoảng 1 tháng hoặc là tối thiểu là cùng lắm là 2 tháng thì em sẽ lên chơi với mẹ khoảng mấy ngày hoặc 1 tuần gì đó. Thì hai anh em cũng gắn bó với nhau từ lúc bé. Lúc mà Quân chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống á thì là Quỳnh Anh có theo em không? Không ạ. Em ở đây sinh sống một mình được khoảng 6 năm. Thì bắt đầu em gặp Thanh rồi bắt đầu có những sự cố cả hai phía. Thứ nhất là từ bên phía mẹ em. Thì mẹ em lại đổ vỡ trong tình cảm. Thì lúc đó thì chỉ có hai mẹ con sống với nhau ở Hà Nội thôi. Thì nhiều lúc mẹ hay gọi điện cho em tâm sự rồi cũng hay kể chuyện buồn. Mẹ rất là thương con, nhớ con nhưng mà chưa một lần được vào thăm con trai. Em cũng thương mẹ. Tới đến cái thời điểm năm 2016 là em bị gãy tay. Thì lúc đó là bắt buộc là phải có người nhà, thân nhân để ký vào mấy giấy xác nhận mà mổ này nọ thì mẹ em phải vào. Thì sau đó là bắt đầu em nghĩ là em nảy ra ý định là hay là mình đón mẹ với em vào ở chung. Để coi như là đùm bọc lẫn nhau. Lúc đó thì cái cảm giác của em như thế nào? À không, anh Thuận chưa được nghe chi tiết là bởi vì bố Quỳnh Anh không ở cùng mẹ con từ lúc mà Quỳnh Anh còn bé tí cơ. Cái lúc mà mẹ em đổ vỡ với cái người sau này á, là người sau nữa chứ không phải là bố Quỳnh Anh. Thì lúc đó Quỳnh Anh đã không được gặp bố cũng một thời gian dài. Thậm chí em không được gặp mẹ nữa cơ. Từ 11 tuổi, 12 tuổi là đã ở với bác ở Hải Phòng là cách xa bố mẹ rồi. Thì khi mà cùng trải qua những cái điều đó thì anh em biết là mình có cái điểm chung thì nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn. Em biết là trong thâm tâm của Quỳnh Anh á, có một cái gì đó giống như là có một cái nỗi buồn hay là có một cái mặc cảm gì đấy khiến cho em lúc nào cũng bó mình lại, cũng gò mình lại. Cảm thấy mà không được kết nối với mọi người trong gia đình. Giống như anh chị thì bận quá, có em bé. Mẹ thì giống như là mẹ có cuộc sống riêng. Mẹ cũng ít để ý con gái, nghĩ là gần thì thôi, không cần phải chăm chút nhiều. Nên là em nghĩ thời điểm đấy là Quỳnh Anh bị cảm giác giống như là trong nhà nhưng mà lại không thuộc về gia đình. Không ăn cơm cùng gia đình luôn. Là đi học về là đóng cửa. Xong rồi đến tối thì ăn qua loa trước mọi người. Xong rồi cũng không ăn chung. Giờ đó em cũng suy nghĩ nhiều. Tại vì giống như hồi xưa em phải nói là có mười mấy năm trời không được ăn cơm cùng bố mẹ. Nên là nhiều khi em chỉ muốn cho em gái mình hiểu là có những lúc mình không được ăn cơm với gia đình mình sẽ cảm thấy buồn hay mình cảm thấy tệ mức nào. Nên là bây giờ khi mà mình có gia đình mình phải trân trọng những lúc được ngồi ăn cơm cùng mọi người. Thế còn bây giờ anh muốn hỏi Quỳnh Anh, trong mắt em thì anh Quân như thế nào? Trong lòng của em? Anh là một người rất tốt. Không biết nói sao nhưng mà em rất cảm ơn anh vì những điều đó là
Mỗi một lần mà em có tâm sự thì anh Quân thường anh sẽ chia sẻ với em bằng cách nào? Ngồi lại nói chuyện với nhau ạ. Anh thường là khuyên bảo em phải như thế này, em phải như thế kia, em phải làm sao mà tốt hơn cho mẹ thấy là em ngoan hơn. Anh hỏi thiệt nghe, lúc đó kinh tế như thế nào? Kinh tế lúc đó là cũng có thời điểm khó khăn. Tại vì thời điểm mà đón mẹ với em vào thì công việc của em vẫn chưa có được ổn định, mà nó còn có đang có một bước ngoặt trong công việc, nữa là em đang kinh doanh cái ngành là ngành về đêm pub ở phố Bùi Viện là mẫu quán đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Em phải bỏ hết những cái đó. Giống như em làm cái đó thì bắt đầu làm việc là 10 giờ tối và hết kết thúc những cái ngày làm việc là lúc 3 giờ 4 giờ sáng, và em sợ giống như là mình không gắn kết được với gia đình. Có sợ cô gái 12 tuổi này vào trong này nó sẽ gặp một số cái khó khăn không? Cái lúc mới đầu thì chưa sợ lắm, tại vì em còn ngây thơ. Nhưng mà khoảng tầm cuối lớp 9, đầu lớp 10 là em bắt đầu biết yêu, bắt đầu thích biết thích, rồi có những cảm xúc với con trai đầu đời. Thì lúc đó là bắt đầu anh là phải lo. Lo lắng lắm. Có hay đi theo dõi không? Được cái lúc đó là em nhà ngay gần trường Quỳnh Anh luôn. Thế là Quỳnh Anh hay đi bộ, đi học á. Thỉnh thoảng anh em bắt gặp nhau suốt, bắt quả tang suốt về mách mẹ. Lúc đó mẹ sao? Có một cái nữa là tại vì mẹ em trước đây với cả Quỳnh Anh ấy thì mẹ em rất là gay gắt, rất là hay mắng, hay chửi, hay đánh, thậm chí hay đánh nữa cơ. Thì sau này mà khi về ở chung với em rồi thì em cố gắng mà dung hòa hai mẹ con lại. Nhiều lúc phải đứng ra bảo vệ em, nói bớt lại cho em để cho mẹ không đánh nữa. Thường chưa? Thì đến giờ phút này là mẹ em coi như là hiếm lắm mới đánh, và mắng chửi em cũng can thôi, bớt lại. Nhưng mà nói với mẹ thôi đừng đánh nữa. Bây giờ đánh không phải là cách. Dạ đúng rồi. Mà nhất là cái tuổi này nữa, phải biết tâm lý. Mỗi lần mà mẹ quát động tay động chân như vậy thì sao Quỳnh Anh? Kiểu em cũng tức, em cũng hay đập á. Vào phòng cứ đóng ầm cửa. Nghe tỏ những cái thái độ thường mẹ không thích ở Quỳnh Anh đó là điểm gì? Hay cãi ạ. Cho nên mẹ tức, mẹ mới thể hiện vũ lực đúng không? Không, tại vì ngày xưa không có cãi đâu. Không cãi mà mẹ cũng đánh. Có giận mẹ không? Có. Nhưng mà kiểu vài phút sau mẹ kêu ra ăn cơm là bình thường. Bây giờ còn giận mẹ không? Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ruy bảo hành lên đến 10 năm. Trời. Wow. Cái món này món gì vậy ta? Cái món này là tóc mỡ với lại hành phi. Món này là món tuổi thơ của em. Đi vào Sài Gòn lập nghiệp xong rồi mỗi lần mà về gặp mẹ là bắt mẹ phải làm món này đầu tiên. Nếu mà một đĩa thịt gà với lại một đĩa tóc mỡ thì hỏi là thế ăn đĩa nào thì Quân sẽ chọn đĩa tóc mỡ và sẽ không cần đĩa thịt gà. Nhưng mà cái món này là ai nấu ạ? Thanh nấu hay là cô nấu ạ? Nhìn là biết là vợ em nấu rồi. Còn mà nhìn mà thịt mà teo lại mà bé bằng cái đầu đũa này là chỉ có vợ chưa có kinh nghiệm cắt. Chưa ăn của em bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên luôn. Trời Thanh, xem gan quá vậy. Hôm nay là cái buổi phát hình mà em dám nấu ăn cho mọi người ăn rồi dở mày ăn mà cái cảm giác không ngon rồi không biết cái cảm giác sao luôn. Im lặng để Quân người ta thử cái này trước đó. Chứ nhiều khi không ngon cũng phải gật gù cái ngon. Đây là món tuổi thơ của mẹ nhưng mà phong cách của vợ. Like ăn xong rồi nói cảm nhận nha. Ngon ạ. Ngon ạ. Có nghĩa là cái này nó giống như kiểu mỡ hành ở miền Nam ăn cơm tấm ấy. Cũng vẫn là tấm mỡ nhưng mà có thêm gia vị sẵn và có hành phi nhiều. Ngon quá. Từ từ. Thấy ngon cái nôn. Đây là bữa cơm mà của người Bắc. Mà người Bắc thường ăn cơm như thế nào? À, dạ. Đâu ông mà. Chưa. Úp. À Quỳnh Anh chứ. À mẹ. Cảm ơn cô chú với mấy anh chị. Mà thấy ai? Con mời mẹ, em mời anh chị, mời cả nhà ăn cơm. Dạ em... chưa chị nhỏ hơn một người nhưng mà lớn hơn tất cả. Con mời mẹ, em mời anh chị ăn. Dạ con mời hai bác ăn cơm.
sao để giá trị tôi lên quá vậy? Thật ra là Thuận không có trên mọi người đâu. Thuận là người miền Nam, nhưng mà khi mà lên mâm cơm, Thuận rất thích cái kiểu ăn cơm của người miền Bắc. Nhất là nó có tôn ti trật tự, mình nhìn vào cái bữa cơm gia đình mình biết ai là người lớn nhất và ai là người bé nhất. Dạ. À, rồi bây giờ một lần nữa xin mời cả nhà ăn cơm. À, mời cả nhà dùng bữa. Rồi xin phép nha, xin phép nha. Trời ơi, nãy giờ tôi thấy quần nàng tôi chịu nổi rồi. Trời. Nãy bảo là pha là mắm tôm để chấm cái này với lại chấm cái này thì trời là đúng là số 1 luôn á. Anh ở đây mà cứ cảm giác mình đang ở Bắc á nhỉ. Ấm cúng sao. Toàn đồ ăn miền Bắc không? Bây giờ con muốn hỏi cô á, nếu như cho cô một cái điều mong muốn thì cô mong muốn điều gì? Giờ thì mong muốn là cho Quân với Thanh là hai đứa lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng yêu thương nhau, và Thanh ấy thì chịu khó lên một chút, tức là cũng mình cũng không muốn là phải phục vụ mình, tức là mình còn rất là khỏe mà mình vẫn còn thể phục vụ các con được, nhưng chỉ muốn là Thanh là gọn gàng lên một chút thế thôi. Không cần gì hơn, ngoan thì rồi, nhưng có điều là gọn gàng lên một chút. Còn một điều nữa là mà Quốc Thường muốn hỏi cô, riêng với Quỳnh Anh, theo mẹ vào trong đây lúc 12 tuổi, bây giờ đang là một thiếu nữ rồi. Qua những cái biến cố, qua những cái khó khăn, nhưng cũng trải qua hết rồi. Vậy thì cô mong muốn ở đứa con gái cưng của mình đó là điều gì? Thì mong muốn của mình bây giờ chỉ là Quỳnh Anh thật phải là ngoan, là chịu khó, là giúp đỡ mẹ, rồi là nghe lời anh chị dạy bảo vậy thôi. Thế Quân, có thể chia sẻ về mẹ của mình trong cái suy nghĩ của em. Suy nghĩ của em về mẹ thì chắc ở nhà này em là người hiểu mẹ nhất và thông cảm cho mẹ nhất. Bởi vì mẹ trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện trong cuộc sống rồi. Nên em chỉ muốn là sau này là mẹ làm sao mà tận hưởng cái cuộc sống mà thoải mái nhất có thể để bù lại những tháng ngày mà đã bị căng thẳng quá, bởi vì mẹ vẫn còn bị giống như là ám ảnh những cái câu chuyện buồn từ hồi xưa. Nên em chỉ muốn mẹ em vô tư hơn. Giống như mẹ bớt cho vợ một ít và vợ bù lại cho mẹ một ít. Mẹ có ít vô tư của vợ và vợ có một ít cẩn thận của mẹ. Khi mà Quân mà nói như vậy là Thúy Nga thấm hiểu là Quân là một đứa con trai cực kỳ có hiếu và rất là thương mẹ. Hồi nãy trong lúc nói chuyện với Quỳnh Anh thì cũng câu hỏi đó, em hỏi Quỳnh Anh không được. Quỳnh Anh nó em biết nói gì về mẹ em á. Em thấy mẹ em bình thường. Cái chữ bình thường nói xong hai con mắt đỏ hoe và nước mắt rớt lợp đợp luôn và không nói được. Bây giờ còn giận mẹ không? Trong mắt em mẹ như thế nào? Chút nữa chúng ta sẽ ngồi ăn cơm, cho nên có mẹ anh sẽ không hỏi những điều này. Chia sẻ cho anh Thuận biết đi với anh hai. Nói chung là Quỳnh Anh là thiệt thòi. Khi mà được 2 tuổi thì là bố đi làm ra ấy. Xong là cũng nói chung là cũng trục trặc với chị mình mẹ, bố Quỳnh Anh cũng trục trặc. Nên là coi như là từ năm 2-3 tuổi là coi như là hầu như toàn ở với mẹ. Những cái lúc kiểu như là không có anh chị ở nhà thì cũng nói rằng bây giờ con phải biết thương mẹ. Chứ bây giờ bằng này tuổi đầu rồi có phải bé bỏng đâu. Ngày xưa mẹ bằng con và mẹ biết nghĩ lắm mà, biết suy nghĩ cho gia đình lắm. Nhưng mà con thì cứ ỉ y chỉ thích đã ở. Cứ chờ mẹ làm hết. Chờ mẹ làm hết. Trước kia Quân thì không có mẹ gần thì mình vẫn thường xuyên nói chung là chuyện trò rồi là dặn dò này kia. Là mình với mẹ bố của Quân ấy, thì là vẫn cứ nói chuyện về con. Bố Quỳnh Anh thì lại không được như vậy, không quan tâm. Nói chung là mình cũng phải chấp nhận hay làm sao được con mình hiếu thốn tình cảm của cha thì nó cũng rất là thiệt thòi. Thế nhưng mà có điều rằng là lắm lúc kiểu những lúc mình buồn, mình nghĩ thương con thì rất là thương, nhưng mà lắm lúc kiểu nghĩ cũng giận bố Quỳnh Anh ấy. Nhiều khi mình cũng lại đâm chút lên đầu bé lắm. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng đối xử với con mình như thế, cư xử với con mình như thế là mình cũng là sai. Thật sự hôm nay cái buổi mà đến của nhà Quân á, thật sự là chị rất là thích. Thích ở chỗ là tất cả nó nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự ai cũng có một cái nỗi niềm, có một cái góc khuất. Dù em hôm nay em cũng nói ra được,
mẹ em cũng nói ra được. Và ngay cả bé em này, nó là một cái đứa rất là cá tính, nó không bao giờ nó nói gì hết. Nhưng mà chính bản thân bé hôm nay cũng viết một cái lá thơ cho mẹ. Thật sự chị cũng hồi hộp lắm, không biết là bé viết cái gì. Thôi giờ để xem coi trong cái lá thư đó là gì Quỳnh Anh. Hay Quỳnh Anh đọc luôn không? Hay để mẹ đọc nhé. Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này, vì đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Con bây giờ đã 16 tuổi rồi, được gọi là thiếu nữ rồi mẹ nhỉ. Nhưng trong mắt mẹ con vẫn còn là một đứa con nít bé xíu, cần đến sự che chở giúp đỡ của mẹ. Con biết con rất bướng và lì lợm, nói không suy nghĩ đến mẹ và những người xung quanh. Không ít lần con đã làm mẹ buồn bởi những lời nói trẻ con và ích kỷ. Và hai mẹ con mình lúc nào cũng cãi nhau. Có lẽ trong mắt người khác mẹ không hoàn hảo, nhưng trong mắt con và anh chị, mẹ luôn là số một. Nên mẹ đừng buồn. Và những tự ti nhé, dù ngoài kia có những ưu thế nào thì cả nhà mình cũng sát cánh bên nhau. Qua từng ngày mẹ nhé, con hứa sẽ cố gắng bớt cãi mẹ và chăm chỉ hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng bù lại mẹ cũng phải hứa sẽ bớt nặng lời với con nhé. Yêu mẹ. Thôi, giờ không khí nó hơi trùng xuống một tí thì con tặng mẹ một cái món quà này. Bởi vì hôm trước mùng 8 tháng 3 thì không mua quà cho mẹ được. Bữa đấy em chỉ có nấu cơm cho cả nhà ăn thôi. Thì hôm nay là có món quà bù cho ngày quốc tế phụ nữ mà bọn con gửi tặng mẹ. Mẹ cảm ơn các con. À, một cái bó hoa rất nhỏ, một tấm thiệp cũng rất là nhỏ, nhưng với cô ngày hôm nay chắc chắn đây sẽ là một món quà rất lớn và rất có ý nghĩa. À, hôm nay nó còn đặc biệt hơn là ngày 8 tháng 3 nữa đúng không cô? À, thì Quốc Thuận cũng đang muốn hỏi cô là cô có muốn nói thêm về điều gì nữa không? Khi mà nhận được hai món quà tuyệt vời từ các bạn nhỏ này. Nhân đây thì mẹ cũng cảm ơn hai con. Mẹ cảm ơn các con rất nhiều. Mẹ chỉ muốn nói là mẹ yêu các con vậy thôi. Những giọt nước mắt ngày hôm nay là những giọt nước mắt rất hạnh phúc. Hạnh phúc bởi một cái gia đình mặc dù là rất ít người, nhưng mà nó trang chứa và đông đầy rất nhiều tình cảm ở trong đó. Xin cảm ơn gia đình Quân, và đặc biệt là cảm ơn cô, cảm ơn Quỳnh Anh đã cho Quốc Thuận cũng như Thúy Nga, và đặc biệt là những người thực hiện chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, một cái không khí nó hết sức là ý nghĩa và rất là giá trị. Trong mỗi gia đình chúng ta thì ai cũng có nhiều cái nỗi niềm hết, chứ không phải là không có. Đúng đâu vậy. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì Nga muốn là sau một cái bữa ăn này á, thì mình sẽ có một cái thay đổi tích cực. Cái gì nó không được thì mình sẽ thay đổi cho được, và cái gì mà nó được rồi thì mình sẽ hoàn hảo hơn. Đúng vậy. Đó là cái mong muốn của Nga, là trong mỗi bữa ăn chúng ta luôn luôn chia sẻ tất cả các câu chuyện, nỗi niềm của mình, hiểu nhau hơn. Yeah. Trong một cái cuộc sống gia đình, đó là một cái điều quan trọng.